là vẽ cái Basic Blue A Note 4 ô. Đếm và đánh nha con. À. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 và chấm 2 và 3 và 4 và đúng rồi, chậm như vậy thôi nha, chậm như vậy nó còn tăng tốc lên mới được. À. Này con về con vẽ là cái này cho thầy nha. Con vẽ thử. Lần này là con vẽ giống như cái tờ basic rule nhỏ này. À. Đến ô số 4 con sẽ vẽ giống vậy luôn ha. À. Nhưng mà vẽ lên cái bảng lớn này. Thôi mình chụp hình gửi thầy xem. À, đúng không ha? Ok, rồi. Con tập cái rule này lại. Nhưng mà cái ô cuối nhớ phải chậm lại nữa. Ô cuối con đánh nhanh quá. À. À.